Chào mừng quý vị đến với Postcom. Ở video này chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn mẫu chậu tròn bát tiên gốm hoàng với hoa văn được đắp nổi bát tiên như quý vị đang nhìn thấy. Mẫu chậu này thì chúng tôi có 3 màu là màu xanh, màu vàng và màu trắng. Với các kích thước đó là 40, 50, 77, 90, 1m. Và chiếc chậu ở trong video này chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị và các bạn đó là chiếc chậu tròn bát tiên 40 gốm hoàng với kích thước phủ bì là 39 x 15, kích thước lọt lòng 32 x 11, giá bán là 1.190.000 đồng một chiếc. Chương trình khuyến mại của chúng tôi sẽ được cập nhật hàng tuần, và tuần này thì đây chính là chiếc chậu mà chúng tôi sẽ có chương trình khuyến mại. Khi quý vị mua số lượng càng lớn thì quý vị sẽ được khuyến mại càng lớn. Khi mua một chiếc chậu, quý vị sẽ được hỗ trợ 100% tiền ship với giá là 1.190.000 đồng. Khi mua từ 3 chiếc chậu tròn 40 gốm hoàng trở lên, quý vị sẽ được hoàn toàn miễn phí ship cộng với chiết khấu thêm 5%. Quý vị nhớ chương trình khuyến mại của chúng tôi nhé. Khi mua một chiếc, quý vị sẽ được hưởng hoàn toàn phí ship và với giá bán là 1.190.000 đồng. Khi mua đơn hàng từ 3 chiếc chậu tròn 40 trở lên, quý vị sẽ được combo 2 chương trình khuyến mại, đó là miễn hoàn toàn phí ship và được giảm giá thêm 5%. Số điện thoại liên hệ đặt hàng, quý vị có thể gọi điện hoặc nhắn tin Zalo cho chúng tôi theo số điện thoại 0966 061 033, hoặc vào fanpage của chúng tôi là gốm và bonsai postcom để liên hệ đặt hàng. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc vui vẻ. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy nhớ like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của chúng tôi nhé. Xin kính chào tạm biệt.